chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi thêm vở ướp banana và mình cho các bạn một cái thông quen nhé. Mình vừa rồi farm mở hoang sáng và mình chậm bán đi. Đây chỉ là cái skin thôi nhé, đừng có nói mình đang thấp hạng của người khác. Thu hoạch mía.
anh quay lén. Dạ rồi. Ok. Làm như vậy. Ok, và bây giờ mình sẽ quay được cái đây à. Tại mình bận rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây nha. Để tập xong mình quay nhiều hơn. Và bây giờ mình sẽ tập trung cho các bạn đến cùng mình bằng cách theo dõi mình sẽ yêu rồi nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập kế tiếp.